này đi hái măng nha các bạn nha, leo đồi hái măng lâu rồi đấy, thì trải nghiệm lại cái cảm giác ngày xưa đi kiếm măng, kiếm măng đi bán. Thì cũng cách đây ở tầm 2-3 năm rồi đấy, không đi hái măng. Thì hôm nay mình sẽ, ba anh em chú cháu mình sẽ leo đồi này để đi kiếm măng về bán. Đấy. Măng nữa nó mua cần bao tiền đấy? 4.000. Măng chè? 3. Chè 3.000. Măng nữa đắt hơn. Giờ đi lên thôi, xem có được không. Thì mỗi người một cái sọt gùi này và một cái bao tải. Đấy. Đi thì hiện tại thì cũng còn rất sớm, sáng sớm 7 giờ kém. Giờ cho thuốc muối nha các bạn nha. Thuốc này trúng muối. Muối trong rừng cắt quá. Chè này. Đấy. Chè này thì ở khu vực mình thì có ở khắp mọi nơi nha các bạn nhé. Chè nớ thì chỗ nào đa phần là cũng toàn rừng chè, rừng nớ hết cả rồi. Người dân ở trên vùng núi, vùng cao như bọn mình thì không có rừng thì chả biết sống nhờ đâu đâu các bạn. Đi làm thuê, làm công ty thì không có, chỉ có làm nương, làm rẫy, xong rồi đến mùa rảnh rỗi thì đi vào rừng kiếm sa nhân hái măng đi bán rồi. Có cái gì bán được thì lên rừng kiếm các bạn. Măng đầu tiên các bạn. Đấy. Chuẩn chưa? To vật vã luôn. Đấy, nhiều muối chưa? Muối bao đầy luôn. Không có thuốc muối thì chỉ có chết thôi. Chính là cái củ như này nó mới nặng. Này, muối đốt này. Ui, ui thuốc muối không ăn thua rồi. Không nhiều, cháy hết. Đốt cho. Này. Một cây măng 3.000. Rồi, ngon. Cho nó là 4.000 đi. Giờ leo tiếp. Được nửa chặng đường thôi. Này đi 3 người. Đi lanh quanh đến giờ trưa lại về thôi mà các bạn. Mỗi người được 1-2 cây không lấy. Để xem cái vất vả khó khăn để đi kiếm những cái đồng tiền nó như thế nào các bạn. Đây, cái này là người ta cũng đến 1-2 lần rồi. Người ta lấy trước đi rồi này. Đấy. Những cái vỏ gốc này là người ta đã về hái trước 1-2 lần trước rồi. Còn là lần này là chỉ đi hái nằm lại thôi các bạn. Rừng khá đẹp các bạn. Cây măng đầu tiên của mình nha. Chất.
Đấy. Chào bé. Cái màng thứ hai của mình nhé. Thì con con. Bây giờ mới đến chỗ để hái được các bạn. Đây hai cây các bạn. Đấy. Nhiều lắm. Ui, cây này hình như là hỏng hay sao ạ? Cây này hỏng hay sao ạ? Cây này hỏng rồi. Đúng rồi, cây này hỏng rồi. Có con gì đấy nó vào ấy. À, có con nào? Có con sâu đấy. Ra rồi. À đây vẫn còn đây. Thấy cái rau phân mới ở đây mà. Ra rồi các bạn. Ra rồi. Giờ lấy cây này. Tiếp tục kiếm. Đây, đây có một cây khá to các bạn. Đấy. Một cây này, hai cây, bốn năm cây đấy. Đấy. Một bụi mà nó nhiều như này là quá là ok các bạn. Nó còn những cái búp mà bé bé như này nữa này. Cái này là phải đến mấy ngày nữa, 3-4 ngày nữa. Cái này, những cái búp như thế này. Đấy. Phải đi hái nhiều đợt thì nó mới hết được các bạn. Nhưng mà người ta cũng không hái hết như thế đâu. Thường thường người ta chỉ đi qua 1-2 lần thôi. Xong người ta sẽ để nó mọc những cái lớ mới lên ấy. Chứ chặt hết thì sang năm nó lại không có cái để mà mọc nữa. Nhưng mà cái măng này thì nếu mà mình không hái ấy, năm nay mình không hái, sang năm nó lại không mọc. Nhưng mà mình hái nhiều như này thì sang năm nó lại mọc nhiều. Đấy, nó là như thế cơ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì người ta cũng vẫn cấm thôi. Đấy. Stop. Mình sẽ ngắm lên trên này. Tí nữa mình lên trên kia mình mới tuốt sâu ra góc này. Phải luồn lách chứ không. Đây này. Ở đây hai cây. Đấy. Một này. Cẩn lắm. Bốn này. Năm sáu cây. Bụi này mình được 6 cây. Bên này nữa 7 cây. Đấy. Giờ mình sẽ chặt xong tí nữa mình mới bóc vỏ nha các bạn nhá. Toàn là măng tre nha các bạn này. Loại này là măng tre. Thank you.
Để mua như này thôi. Tập hơn 30 phần, 40 phần. À. 6 7 cây. Được không? À. Mỗi kinh khủng luôn. Đây, tiện đây thì mình cũng xin quảng cáo một tí nha các bạn nha. Hiện tại thì mình đang bán dao. Bán dao, một cái dao to như này thì giá của nó là 160.000. 160.000 các bạn nha. Còn là những cái con vừa vừa ấy, như con của thằng em mình đang cầm là con đấy là mình bán 130. Con này 160, con kia 130 các bạn. Đấy. Thì các bạn lấy thì các bạn cứ để lại số điện thoại hoặc là comment. Comment để lại số điện thoại hoặc Facebook, Zalo gì đấy để mình liên hệ hoặc là inbox theo cái Facebook của mình ở trên phần mô tả ấy các bạn. Các bạn có thể nhắn tin và gọi điện trực tiếp cho mình luôn. Mình cũng sẽ để cái số điện thoại mình ở trên màn hình để cho các bạn gọi nhá. Mình thì chuyển sang bán dao. Trước là mang về hơn 10 con, giờ cũng bán hết rồi. Đấy. Dao này là con này là mình dùng được 4 năm rồi đấy các bạn. Hơn 4 năm rồi đấy. Đấy, đi rừng, đi suối, đi các thứ hoặc là mình có thể để trang trí ở nhà mình cũng khá là đẹp. Dao này là dao dân tộc người ta, người dân tộc H'mông người ta rèn đấy các bạn. Đấy. Nên là nó cũng rất là đẹp. Đây là thợ người ta chuyên nghiệp người ta rèn rồi. Đấy, thì khá là ok. Đây mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh nó nha. Con dao này này. Đấy. Đây như này, chồi là chồi bằng bạc. Đấy, dùng bạc để lót này các bạn. Đấy. Dao khá là sắc luôn. Mình dùng được 4 năm rồi. Nó không có vấn đề gì cả. Vẫn dùng tốt, dùng ngon đấy các bạn nha. Đấy. Lên nương, lên rừng thì rất ok. Quá là nhiều muối. Đi lên rừng hái măng, kiếm măng đấy các bạn. Đấy. Ui măng của mình đây, sọt măng của mình đây. Đấy, cũng được khá rồi, chỉ là một bụi thôi nha các bạn nhá. Giờ còn đi kiếm xung quanh ở đây nữa, không biết nó có còn không hay như nào. Bây giờ đi kiếm tiếp nha các bạn nhá. Đây, cho các bạn xem cận cảnh cây măng này. Đấy. Khá đẹp. Khá ngon. Măng này thì để làm măng khô nha các bạn nha, khô xong người ta mới bán. Còn măng nứa thì người ta có thể là bán tươi. Người ta luộc xong người ta để bao tải ấy. Xong người ta om nó để nó chua chua. Người ta sẽ đến tay các bác nhá. Các bác sẽ đi ra chợ và mua cái măng này về. Một là để xào ăn và là nấu canh. Đấy.
nó có rất là nhiều món để chế biến từ cái măng này nhá. Măng khô thì ăn nó sẽ ngon hơn, măng tươi thì ăn nó không không ngon bằng cái măng khô được. Đấy. Nhưng mà măng măng tre thì người ta ở đây người ta bán khá rẻ. Rồi bây giờ mình kiếm tiếp nha các bạn nhá. Hai bố con nhà ông kia là đầy sọt rồi đấy, mỗi mình rồi đấy. Có một con sâu ở trên mông út đấy, tí nữa lại ngứa. Rừng cái này ngứa lắm các bạn. Hái măng cái này thì nhất rồi. Đấy, thằng em cũng đầy sọt rồi đấy. Đi mỗi người hai bụi thôi nhỉ. Anh cũng được có một bụi thôi mà. Đấy, rào cực kỳ sắc luôn các bạn. Đây, cái rào này cũng là mồ của mình nha các bạn nha. Chỗ thằng em kia nữa cũng là mình bán rồi. Con kia là 130, à 100, đúng rồi 130. Con này 160. Đấy. Hái măng thì cực chất luôn. Chưa? Khá tuyệt vời đấy. Đấy. Có bác nào muốn mua măng khô không? Thì sang vụ sau thì khả năng là mình sẽ gom gom lấy để làm cái cơ sở kinh doanh măng khô các bạn. Đấy. Nếu các bạn ủng hộ nha các bạn nha. Các bạn cứ mua thì mỗi người chục cân, hai chục cân vào. Đấy. Là gom ngay các bạn. Mình đi hái như này xong rồi về mình tự đun, mình tự phơi xong rồi bán cho các bác. Số lượng thì nó cũng sẽ hạn chế thôi các bạn. Cún khang nó của bút tim. Vừa đây leo. Leo nửa qua đồi này. Đi kiếm được có 4 cây đấy các bạn. Mình chỉ có thế này. Mỗi người một sọt thôi. Có được mấy đâu. Đi xuống các bạn. Đi. Quyên ra. Mang về đi.
vài ba triệu nữa ngon. Bây giờ phải đi bộ đi xuống dưới để lấy xe các bạn. Các bạn cứ nếu mà muốn mua rào ấy thì cứ liên hệ nha. Đây. Rào đây này. Đấy, như này. Tranh thủ quảng cáo rào tí. Đưa con nhỏ đây xem nào. Đây con nhỏ này. Đấy. Các bạn mua rào thì sẽ có kèm cả cái bao rào như này luôn. Đấy. Còn là nếu mà các bạn muốn lấy cả cái này nữa thì vẫn được này. Cái này mỗi cái bán 10.000 nữa. Đấy. Cái gọi là cái này để cho nó chắc này các bạn. Cái này nó sẽ không bị tách cái tách đôi này ra. Lúc đầu người ta làm người ta bổ đôi xong người ta mới lấy máy người ta vọt ở trong. Đi rừng đi suối thì cầm cái dao này thôi các bạn. Một chỉ cần một con dao thôi. Con to thì 160. Con nhỏ thì 130. Các bạn nào mua thì cứ để lại số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp cho mình sẽ để số điện thoại ở trên màn hình trên đây. Và Facebook của mình nữa, các bạn có thể inbox cho mình. Xong đặt hàng thì mình sẽ gói hàng và gửi đến cho tất cả các bạn nhé. Giao hàng toàn quốc nha các bạn nhé. Từ Tây Bắc, Cà Mau các kiểu. Được thôi mà, cái tái này cho vào đằng sau, cái của anh cho vào đằng trước là hết rồi, có cái gì đâu. Cái tái này cho vào đằng sau của anh mà, xong của anh cho vào đằng trước là được. Đi chở chở đi nhiều nhiều với tí đỡ ngại vào bản. Tí nữa ông Phương cũng chở đi mỗi người một nửa bao vào thì mẹ vào bản ngại lắm. À, đúng rồi. Là như thế đấy. Chẳng xong về đếm tiền nha các bạn nha. Đấy, cũng đủ hai xe đấy các bạn, đừng có đùa nha. Của anh à? Của anh Phát. Nào về thì nó nhẹ thì bảo nó tránh rồi. Rồi đi nha các bạn nha. Đến chỗ bán này các bạn. À, cũng đủ một chuyến đấy. Xong quân đấy. Mày tạ. Xong quân đấy. 80 đời vàng 85 84 đúng rồi, 84. Đúng liền cũng cũng hơn cũng cùng ấy được. Những lẻ 250 là có po ai bro đó mà. Ai bro không hỏi đâu. Mà anh em mà, nó tin lẻ. Cắt đây nha. Đi cầu hồi xa các bạn. Thôi khả năng kết thúc cái video này nha. Các bạn thấy video hay nhớ cho một like, một đăng ký để ủng hộ nha. Và nào bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình. Anh em thấy cơn mưa không? Cơn mưa đang di chuyển này. Đấy. Một cơn mưa di chuyển từ bên kia về. Ui, càng đấy. Giờ nó phải chạy. Bắt gặp được cái cảnh khá là đẹp. Ui.